Nổi mày đay có phải do suy giảm chức năng gan? Căn nguyên bệnh mày đay rất phức tạp, trên cùng một người có thể có một hoặc nhiều nguyên nhân gây ra cùng lúc. Theo bác sĩ Vũ Thu Trang, khoa dị ứng, trung tâm da liễu dị ứng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn như sau. Tình trạng mày đay ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người bệnh như gây mất tập trung, gây khó chịu trong làm việc, sinh hoạt, gây mất ngủ, khiến người bệnh lo lắng và ảnh hưởng đến tâm lý. Bệnh mày đay đôi khi có đi kèm với triệu chứng phù quanh hốc mắt, môi lưỡi, hầu họng, còn gọi là phù mạch, có thể gây những tình trạng khó thở cấp, thậm chí tử vong nếu như không được xử trí kịp thời. Dựa theo thời gian xuất hiện của tổn thương, mày đay phân chia hai dạng. Mày đay cấp là tình trạng tổn thương da đặc trưng kéo dài trong vòng từ vài giờ tới dưới 6 tuần. Mày đay mãn tính kéo dài trên 6 tuần và tái phát thường xuyên trong nhiều tháng hoặc nhiều năm. Theo dân gian, bệnh mày đay được cho là xuất phát từ suy giảm chức năng gan hay nóng gan, tuy nhiên quan điểm này được chứng minh là chưa chính xác. Thực tế, tình trạng ngứa nổi mày đay là kết quả của quá trình dị ứng, tức hệ miễn dịch phản ứng quá mức với những yếu tố gây dị ứng. Căn nguyên căn bệnh này rất phức tạp, trên cùng một người có thể có một hoặc là nhiều nguyên nhân gây ra cùng lúc. Có đến 50% số trường hợp nổi mày đay không thể tìm ra nguyên nhân đặc biệt. Với mày đay mạn tính và loại này được xếp vào dạng mày đay mạn tự phát hay mày đay mạn vô căn. Như vậy, nguyên nhân gây tình trạng nổi mày đay không phải do gan hay do nhiễm ký sinh trùng đơn thuần mà rất nhiều nguyên nhân khác. Người bệnh bị mày đay còn được bác sĩ chuyên ngành thăm khám và tiến hành làm các xét nghiệm cần thiết để đánh giá, phân loại và tìm ra căn nguyên. Người bệnh tuyệt đối không nên tự sử dụng các thuốc được coi như hỗ trợ bảo vệ gan hay tăng cường miễn dịch, cần tuân thủ điều trị theo đơn của các bác sĩ chỉ định.